Minh Toàn xin trân trọng mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang lưu thông ở trên cái tuyến đường này là đường Trần Phú thuộc Hà Đông, Hà Nội. Và bây giờ là Minh Toàn sẽ đi xuống dưới làng Cự Đà để Minh Toàn hôm nay có cái món gọi là một cái món đặc sản, đó là đặc sản thịt mèo. Có một quán thịt mèo rất là ngon thế này, và hôm nay là Minh Toàn sẽ đi thưởng thức cái món đặc sản này. Như thế mà Minh Toàn đang lưu thông ở trên tuyến đường này đi xuống Cự Đà. Và đường phố ở Hà Nội thì như bà con cô bác đang nhìn thấy, giờ này là không phải là giờ cao điểm mà đường xá rất là đông, nhìn rất là ngột ngạt. Trước mặt chúng ta là cầu trắng Hà Đông. Ở đây là chỗ này là được phép đến đây để chờ đèn đỏ chứ không phải là mình vượt đèn đỏ đâu bà con. Và hôm nay Minh Toàn sẽ gửi đến một số bạn khán thính giả của kênh bảo Minh Toàn là quay lại một số cái hình ảnh về cái con đường, đó là đường 70, để gửi đến quý một số khán thính giả, và chủ yếu là các cánh mày râu, các anh. Bởi vì đường 70 này là một trong những cái con đường mà giải trí ở Hà Đông. Giải trí ở đây là giải trí trong hoặc ghép đấy các bạn ạ. Và đây là điểm này là điểm cầu đen của Hà Đông. Rẽ phải đây là chúng ta đi vào chợ Hà Đông này. Còn chúng ta sẽ đi thẳng, chúng ta đi ở đây là đi qua viện 103. Đấy. Không biết là bà con cô bác khi mà nhìn thấy cảnh này với một số cái tỉnh mà tỉnh không phải là tỉnh chính thì nhìn cảnh sẽ cô đi lại như này thì có thấy rất là ngột ngạt hay không? Chứ còn như Minh Toàn thì Minh Toàn cảm thấy nó quen. Có em gặp với máy quay, em nhìn lại em cười. Đi quay vlog cũng đi nhiều người dinh nghị lắm ấy quý bà con ạ. Cũng là đi quay những cái hình ảnh cuộc sống thường ngày thôi, để gửi đến quý bà con, chia sẻ đến cho mọi người, để mọi người biết được cuộc sống hàng ngày của mọi miền Tổ quốc của chúng ta. Nhưng mà cũng có những người người ta thấy bình thường, nhưng có những người người ta nhìn thấy máy quay là người ta dị nghị.
đây là chúng ta đang đi trước viên bỏng 103. Ở Hà Đông bây giờ cũng khá là phát triển, chú bà con ạ. Về tuyến đường 70 này thì tuyến đường này cũng bụi bặm lắm. Wow, xe chạy kinh quá nhỉ. Ngày xưa thì Hà Đông chưa sát nhập vào Hà Nội thì người ta gọi ở đây là Hà Tây. Đấy, nhưng mà gọi Hà Đông là Hà Tây, thuộc Hà Tây. Nhưng bây giờ là Hà Tây sát nhập vào Hà Nội rồi các bạn ạ. Bạn có thể nhìn thấy được cái sự phát triển của cái đường 70 này bây giờ cũng khá là sầm uất. Và cái đường mà chúng ta gần đi tới đây, chúng ta nếu mà ta đi thẳng xuống Văn Điển, còn rẽ phải là đi Ba La, và đây mình toàn sẽ đi thẳng. Bên thưa quý bà con, bắt đầu đây là cái đoạn đường mà mình toàn muốn gửi đến quý bà con. Đây là dịch vụ massage, xông hơi, sauna, tắm sục. Đến mới bắt đầu vào cái đường này thôi, chứ còn để mà thực tế đi vào thì chưa. Bắt đầu từ đây, cầm quất đâm lưng lành mạnh cạo gió, nhưng mà không biết là bên trong có lành mạnh hay không. Và đây là một trong những cái tuyến đường thu hút rất là nhiều cánh mày râu đêm đêm về đây. Thì đường này nó như thế nào thì xin mời các bạn chúng ta cùng Minh Toàn đi tiếp nhé. Bị tắc đường mất rồi. Này thì cái cảnh tắc đường là diễn ra thường xuyên luôn các bạn.
đoạn này tắc đường, chắc phải tắc đến cầu Tó luôn. Mến thưa các bạn, những cái quán gội đầu, cắt tóc hay là cái gì đấy thì ở khu này, khu này thì rất là nhiều luôn. Đường này xe công xe tải chạy rất là nhiều. Đây, đây là một quán này. Đấy. Bạn thấy một số chân dài ngồi trong quán đấy. Toàn xin phép có điện thoại chút. Em nghe đây. Em đang đi xe máy, anh đi xuống thẳng nhà anh Giang đi. Em đi xe máy đi, đang tắc đường. Dạ vâng, anh xuống thẳng nhà ấy. Dạ vâng. Xin lỗi quý bà con cô bác, là Minh Toàn vừa rồi có cuộc điện thoại. Wow, tắc đường được quá. Tắc đường như này thì ở Hà Nội là hãy leo lên vỉa hè để đi cho thoáng, và nhiều lúc cảnh sát giao thông cũng cho hướng dẫn cho người đi xe máy lên vỉa hè, bởi có những đoạn đường mà nó quá tắc luôn bà con. Có thể nói đây là một cái tuyến đường mà rất là tắc ở Hà Đông này. Đây là một trong những tuyến đường tắc đường, hầu như ngày nào cũng tắc đường. Cái đoạn này cũng nhiều quán massage lắm, nhưng mà xe nó che chắn hết. Đây một quán này.
về đường 70 này thì những quán cắt tóc gội đầu hay là cà phê mà đèn mờ mờ ảo, đấy là những cái điểm mà thu hút rất là nhiều nam giới. Đường 70 này thì vui lắm. Nên khi mà chúng ta mà lưu thông trên đường 70 thì chúng ta chú ý cẩn thận, nhiều bụi, nhiều xe công, nhiều xe tải. Đây. Đây. Karaoke massage. Đây, cà phê Tẩm Quất đằng trước. Đây. Đây, lại cà phê Tẩm Quất. Trong này là đèn mờ đèn ảo không á? À, chúng ta vừa đi qua cái tuyến đường 70, một đoạn thôi nhưng mà rất là nhiều cái đèn mờ, đèn ảo, đèn đỏ. Thì chính vì thế mà các bạn cũng hiểu được rằng là tại sao đường 70 lại thu hút được nhiều cánh mày râu đến thế. Và bây giờ là Minh Toàn đi vào đường này rồi, nên Minh Toàn xin dừng máy quay ở đây nhé. Hẹn gặp lại quý bà con và các bạn trong video tiếp theo.